Ly hôn thì chúng nó thế nào? Là phụ nữ, nếu như không muốn làm vợ nữa thì cũng nên chọn sống với các con chứ. Trong chuyện này không ai có quyền trách cái Phương cả. Cháu ủng hộ việc Phương ly hôn, rồi gia đình nó sẽ ra sao? Ý nó không phải như thế đâu ạ. Cháu muốn bạn mình thoát khỏi tất cả những chuyện này, nên mới khuyên nó đi làm lại chứ gì. Vậy sau tất cả những gì Phương nó đã phải chịu đựng, cô còn muốn nó phải làm như thế nào nữa mới đúng ạ? Nguyệt, con thôi đi. Bà cứ để nó nói. Cháu không bênh ai cả, nhưng rõ ràng tất cả những gì Phương nó đã làm đều là vì bọn trẻ. Không ai muốn tan đàn xẻ nghé cả. Chuyện này Phương nó cũng đã phải đấu tranh vật lộn mãi mới có thể quyết định được, chứ không hề đơn giản đâu ạ. Ai cũng biết việc anh Hoàng làm là sai, đúng không ạ? Nguyệt, cả mẹ và cô đều hiểu sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn thôi. Nhất là chuyện này đã bị dồn nén quá lâu rồi, nếu mà là người khác thậm chí còn không sống nổi ạ. Sai quá. Anh là Hoàng Minh Cường. Tôi có chuyện gì? Tôi là điều tra viên cơ quan điều tra công an tỉnh. Chúng tôi đã gửi giấy triệu tập, tại sao anh không lên làm việc? Đúng vậy. Mời anh đi theo chúng tôi về trụ sở để làm rõ về hành vi đe dọa, cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái phép đối với cô Đỗ Phương Huyền. Tôi không đi đâu hết. Cái việc đấy tôi không biết và không có liên quan. Liên quan hay không, cần phải xác minh làm rõ. Mời anh đi theo chúng tôi về trụ sở. Không đi đâu hết. Đi. Bỏ ra. Đi. Anh. Thôi anh đi về đi. Tôi sẽ ở lại đây. Không, mẹ nhìn thấy mặt anh như thế này, mẹ lại thắc mắc đấy. Anh Hoàng, anh nhất định không chịu nói lý do vì sao anh bị đánh à? Lần này em không nên quan tâm. Thế anh định để mọi việc bung bét ra, đến lúc đó tôi là người được biết cuối cùng à? Anh xin lỗi. Anh bỏ cái kiểu xúc hình nó không xin lỗi đi. Cho dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí là sau này khi già đi, sang thế giới bên kia, anh sẽ vẫn ôm em. Chào hai anh. Anh có phải là Phạm Đức Hoàng? Anh Hoàng bị bắt rồi. Tại sao lại thế? Cô ta bị chết rồi. Giữa hai người đã có mâu thuẫn. Thằng Hoàng nó là người tốt, nó không thể làm cái điều kinh khủng như vậy được. Lời của bọn cháu, danh dự và trách nhiệm là vô cùng quan trọng. Toàn lại tin ông Hoàng. Anh là thằng khốn nạn. Tôi có mặt ở đây là để ngăn cản những việc tồi tệ mà anh làm với cả chị tôi. Anh và cô ta quan hệ với nhau như thế nào? Không xứng đáng làm bố. Mẹ đừng bắt con phải sống giả dối trước mặt bọn trẻ con. Khốn nạn. Nhưng từ giây phút này trở đi, tôi sẽ tự sống bằng tiền tôi tự kiếm ra. Cậu có quyết tâm theo bộ này tới cùng không? Lại không giết người,